Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 4 tập 1 cánh diều sách giáo khoa. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 9, so sánh các số có nhiều chữ số trang 23. Rồi chúng ta xem. Năm 2019, số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng phương tiện nào nhiều nhất? Thì trong này chúng ta sẽ có là đường hàng không là 14.377.509, đường bộ là 3.366.967, đường biển là 264.115. Như vậy chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là cái hàng không là nhiều nhất, đường bộ rồi nhiều nhì, thứ ba là đường biển. Vậy để so sánh được biết số nào nó nhiều hơn số nào thì trước tiên thì chúng ta sẽ xem là số nào mà có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Số này có bao nhiêu chữ số đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 chữ số. Số này bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chữ số. Số này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ số. Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Số này 8 chữ số, lớn hơn 7 chữ số, 7 chữ số lớn hơn 6 chữ số. Đó là cách so sánh. So sánh hai số là 264.115 và 3.366.967. Đây nè, số này có 6 chữ số nè. Số này là có 7 chữ số nè. Thì số có 6 chữ số sẽ bé hơn số có 7 chữ số. Trong hai số không có cùng số chữ số, số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Đó, thầy mới vừa nói ở trên. Rồi nếu như có trường hợp, đó là một cái trường hợp đầu tiên. Và trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai thì hai cái số đều có chữ số bằng nhau. Ví dụ như là số này là có bao nhiêu chữ số đây? 6 chữ số. Số bên này cũng 6 chữ số. 6 chữ số thì chúng ta sẽ so sánh cái hàng lớn nhất của nó. Cái hàng lớn nhất của nó là hàng này nè, bên tay trái á. Hàng lớn nhất đây là hàng trăm nghìn, đơn vị chục trăm nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Đây là hai hai bằng nhau. Nè, đây người ta xuống đây người ta so sánh nè. Đây người ta so sánh, đây. Hai số này đều có chữ số bằng nhau. Như vậy cái hàng này là 22 bằng nhau. Như vậy vẫn chưa biết được số nào lớn hơn, số nào bé hơn. Tiếp theo hàng chục là 11 cũng là bằng nhau. Rồi chúng ta so sánh cái hàng nghìn với nhau. Hàng nghìn đây 7, hàng nghìn của chữ cái số dưới là 3. Như vậy 7 lớn hơn 3. Thì dẫn tới là cái số trên nó sẽ lớn hơn cái số ở dưới. Đấy. Dẫn tới là con số ở trên này là 217466 này. 217466 lớn hơn là 213972. Chúng ta so sánh tới đây rồi chúng ta kết luận. Chúng ta không có so sánh như sao nữa. Rồi tới đây là chúng ta đã xác định được là số nào lớn hơn rồi. Là số bên này lớn hơn. Hoặc ngược lại thì chúng ta nói ngược lại thì số bên này nó sẽ là bé hơn số bên này. Nếu hai số có cùng chữ số, chúng ta sẽ lần lượt so sánh từng cặp số trên cùng một hàng. Kể từ bên tay trái và bên tay phải, cái hàng lớn nhất, cái hàng lớn nhất nha, chứ không phải là so sánh bên này nè, bên tay trái và bên tay phải. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì là chứa chữ số đó là lớn hơn. Trước tiên, tóm lại trước tiên thì chúng ta sẽ đếm số nào mà có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Cái từ trường hợp thứ hai thì là đều chữ số nhau thì chúng ta so sánh cái hàng lớn nhất, cái hàng bên tay. Tay trái tính qua. Cứ so sánh nếu bằng nhau thì chúng ta so sánh tiếp cái hàng tiếp theo bên tay phải. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Bên này là bao nhiêu chữ số đây? Trước tiên chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta sẽ đếm chữ số. Đây là 3 với 2 là 5. Bên này là 3 với 1 là 4. Như vậy là bên này chúng ta sẽ lớn hơn. Bên này lớn hơn này. Bên này bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chữ số.
Bài này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chữ số. Như vậy là 8 chữ số bé hơn. Bài này là 3, 3, 6, 6, 2, 8 chữ số. 3, 3, 6, 6, 8 chữ số. À, như vậy bằng nhau thì chúng ta so sánh cái hàng đầu tiên, cái hàng lớn nhất. Hàng lớn nhất đây là cái hàng bên tay trái của chúng qua. 1, 1 bằng nhau. Chưa, vẫn chưa biết. Tiếp theo, 6, đây 5, 6 lớn hơn. Bài bên này 3, 3, 6, 7, 8, 8 chữ số. Bài này 3, 3, 6, 6, 1, 7. Vậy 8 chữ số lớn hơn. Bài này bao nhiêu đây? 3, 6, 7 chữ số. Bài này 3, 6, 7 chữ số luôn. Bài này là 2, 2, 3 chữ số 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bằng nhau. Giống y chang nhau, theo thứ tự luôn. 3, 3, 3, 9 chữ số. 3, 3, 3, 9 chữ số. Và cái hàng lớn nhất là 9, 9 bằng nhau. Cái hàng này là 0, cái hàng này là 7. Thì 0 bé hơn 7. Đâu qua bài tiếp theo là bài số, số 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự là từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn đúng không? Rồi, trước tiên chúng ta sẽ đếm số này có bao nhiêu chữ số đây? 6 chữ số này. Số này 6 chữ số này. Số này có 5 chữ số à. Số này 6 chữ số. Như vậy là từ yêu cầu là từ từ bé đến lớn, như vậy số nào là số đứng đầu tiên? 8 7 9 0 0. Rồi số này xong. Chúng ta qua ba cái này. Đây là 3, đây là 1. Đây là 3, như vậy là 1 là 1, 2, 0, 7, 9, 6. Rồi số này xong, còn hai số này. Tiếp theo, đây là 3, 3 bằng nhau luôn. Đây là 2, 2 bằng nhau luôn. 0, 0 bằng nhau luôn. Đây 8, đây 0. Và cái này lớn nhất. Cái này tiếp theo là 3, 3, 2, 0, 0, 2. Và số cuối cùng là 3, 3, 2, 0, 8, 5. Sắp xếp các số sau theo thứ tự là từ lớn đến bé. À, cái này là từ lớn đến bé. Trước tiên chúng ta cũng bảng tương tự vậy. Chúng ta sẽ đếm. Này là 6, 7, 7 chữ số. Này là 6, 7 chữ số. Này cũng 7 chữ số luôn. Cái này cũng là 7 chữ số luôn. À, như là đều là 7 hết. Chúng ta so sánh cái hàng lớn nhất của nó. 6, 6, 6, 6. À, vẫn chưa được. 8, 8, 8, 8 vẫn chưa được. Rồi tiếp theo là 3, 5, 3, 3. Như vậy người ta yêu cầu là từ lớn đến bé. Như vậy là con số 5. À, so sánh hàng chục nghìn á, đây là 5, như vậy số này số lớn nhất. À, số lớn nhất thì con số này sẽ được viết. Người ta yêu cầu là từ lớn đến bé thì số là 8. 6, 8, 5, 9, 0, 0, 0. Rồi số này xong ha. Rồi chúng ta quay lại chỗ này. Nãy chúng ta so sánh đến hàng chục nghìn nữa đúng không? 3, 3 đúng không? 3 đúng không? Tiếp theo so sánh đến hàng nghìn là 9. Hàng nghìn đi 2. Hàng nghìn đi 2. À như vậy là 9 lớn hơn. Như vậy là 6, 8, 3, 9, 5, 7, 6. Số này xong, còn hai số này. Tiếp theo so sánh tới hàng phần trăm, đây 6, đây 7. 7 lớn hơn. Như là 6, 8, 3, 2, 7, 1, 0. Và số cuối cùng là số này. 6, 8, 3, 2, 6, 8, 6. Nó qua bài số 3 cho các số sau. Tìm số bé nhất. Rồi chúng ta sẽ đi xem là số này bao nhiêu chữ số đây. 3, 3, 3, 9 chữ số. 3, 3, 3, 9 chữ số. 3, 3, 2. Vậy là 8 chữ số. 3, 3, 3, 9 chữ số. Tìm số bé nhất. Số 8 chữ số đây là bé nhất. Tất cả là 3 này là đều 9. 8, 7, 6, 5, 4. 2, 9, 9.
Rồi số lớn nhất nhà số này bị lội ra ngoài rồi nha, có 8 chỉ số à. Này chúng ta xem chúng ta thấy là 320 à, 320, 320. À như vậy là bằng nhau rồi ha, chúng ta so sánh tiếp cái hàng hàng trăm nghìn coi, 6 nè. 6 nè. 4. À 4 thì bị lội ra ngoài, còn hai số này. À, số 4 nhỏ số 6. Tiếp theo. Cái hàng chục nghìn đây 7, hàng chục nghìn đi 5. À như vậy 7 lớn hơn, như vậy là 320 6 7 6 9 3 4. Nó qua bài tiếp theo là bài số số 4. Chọn chữ số tích hợp vào cái ô mà cái chấm hỏi này nè. Cái nguyên tắc là bên này lớn hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ điền con số 9. Nào. Điền con số 9. Còn ví dụ như bên này á, cái nguyên tắc á là bên này bé hơn thì chúng ta sẽ điền con số 0. Là chắc chắn như vậy. Rồi bây giờ chúng ta xét nè. Bây giờ đây là 1 2 3 4 và cái này nó là 5 chỉ số, bên này cũng là 5 chỉ số. 6 5 6 5 0 9 0 9, đây 8 thì bắt buộc đây phải là con số 9. Nha, 9 chắc chắn như vậy. Còn bên này mắc chắc chắn nó sẽ là con số 0. Đây là 200 200 5 5. Con số gì bên này, con số cuối cùng là 9. Đây là con số 1. 1 mà lớn hơn là bắt buộc nó phải là con số 0. Hai bên này bằng nhau đúng không? 390 390 21 21. Như vậy đuôi cuối cùng là 5 thì bên này nó phải là con số 5. Bên này lớn hơn thì bên này chắc chắn nó phải là con số 9. Bên này là bao nhiêu đây? 129 129. À như vậy đây là bên này là con số 8 thì bên này nó phải là con số 9 nữa. Bên này 129, bên này cũng 129 nè. Số 8, đây số 8. Mà để bên này lớn hơn thì bắt buộc phải con số 9. Rồi bên này. Bên này nó cũng tương tự vậy. Bên này bé hơn bên này thì bên này bắt buộc nó là số càng nhỏ càng tốt. Số 0. Đây là 57, 57. Đây là số 1. Bên mà bắt buộc phải số 0. Số 0 mới bán số 1 được. Hai bên này bằng nhau đúng không? Đây là 23, 23. Đây là con số 5. Thì ngay chỗ này là con số 5. Nó qua trang tiếp theo. Bài số 5. Bảng thống kê dưới đây cho biết số lượng người của một số dân tộc ở Tây Nguyên tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đây là cái nhà Rông. Thống kê dân tộc Ba Na là số người là 258.723, Gia Rai là 506.372, ED là 359 người. 359.334. Mường Nông là 109.883. Hãy đọc bảng và sắp xếp tên các dân tộc theo thứ tự là số lượng người tăng dần. Như vậy chúng ta sẽ so sánh và chúng ta sẽ viết tăng dần. Nhà trước tiên thì chúng ta xem đây là bao nhiêu đây, 6 chữ số, 6 chữ số, 6 chữ số, 6 chữ số hết. À như vậy thì bây giờ chúng ta so sánh cái hàng bên tay phải trái. 2 5 3 1. Ồ quá dễ. Nha. Nó có sự khác biệt nhau rồi. Người ta yêu cầu là tăng dần. Tăng dần là số 1 rồi tới số 2 rồi tới số 3 rồi tới số 5. Nha. Như vậy là số 1 thì tương ứng với lại là người ta yêu cầu là tên các dân tộc. Như vậy là Mường Nông. À. Mường Nông đầu tiên. Rồi tới Ba Na. Ba Na. Rồi tới số 3 là ED. ED. Rồi tới số 5 là Gia Rai. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số số 6. Hệ mặt trời gồm 8 hành tinh, đó là sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương. Nè. Như vậy là có 8 cái hành tinh trong cái hệ mặt trời. Hành tinh sao Thủy đường kính là tính hay là km là 4.870
19. Sao Kim là 12.104 km, trái đất là 12.756. Hai cái sao Kim mà có cái trái đất này gần bằng nhau nè. Sao Hỏa là 6.792 km. Sao Mộc rất là lớn, sao Mộc với sao Thổ 142.984. Sao Thổ là 120.536. Sao Thiên Vương là 51.118. Sao Hải Vương là 49.528. Như vậy trái đất của chúng ta thì nó lớn hơn được cái sao Thủy, lớn hơn được sao Hỏa, lớn hơn được sao Kim nữa. Sao Kim này gần gần bằng nhau. Như vậy là chúng ta thấy là sao Thủy là bé nhất nè, bé nhất. Sao Mộc là lớn nhất nè, lớn nhất. Lấy xét theo thứ tự là cái này là xét theo thứ tự là từ bé đến lớn, từ bé đến lớn là đây là thứ nhất nè, đây là thứ một, thứ nhất, là thứ hai, tiếp theo là đây là thứ ba, đây là thứ tư, tiếp theo là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám. So sánh đường kính của trái đất với đường kính của các hành tinh sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa và sao Thổ. Như vậy thì trái đất đây với lại là sao Mộc, trái đất, sao Mộc. Như vậy là trái đất bé hơn sao Mộc. Như vậy là cái chỗ này là chúng ta sẽ có là sao Mộc nè. Như vậy là đường kính của trái đất bé hơn sao Mộc. Như vậy thì cái này chúng ta sẽ gạch đầu dòng nè. Đường kính bé hơn sao Mộc. Rồi sao Thủy, sao Thủy đây là lớn hơn, được rồi. Đường kính lớn hơn sao Thủy. Rồi tiếp theo sao Hỏa, sao Hỏa đây là lớn hơn, lớn hơn. Đây sao Hỏa có 6.000 nhỉ, con này trái đất 12.000. Như vậy là đường kính lớn hơn sao Hỏa. Và cuối cùng là sao Thổ bé hơn cái này tới, này tới 120.000, gọi này có 12.000 nha. Đường kính bé hơn sao Thổ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.